khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị công trình của chủ đầu tư là anh Bùi Quang Thái, địa điểm tại Nhạo Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Trước khi mà chúng ta đi vào khám phá chi tiết về công trình này, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua về Mark Home. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì Mark Home đã phủ sóng khắp 63 tỉnh thành, và khi quý vị sống ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ mảnh đất nào, chỉ cần xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam, hãy nhấc ngay máy lên gọi tới Mark Home là chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức tư vấn và triển khai đội ngũ thi công máy móc đến tận chân công trình. Đội thợ thi công xây dựng của Mark Home là một trong những đội thợ được đào tạo bài bản, tay nghề cao, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ thi công trọn gói. Và quý vị có thể gọi điện ngay tới các số hotline của chúng tôi 0964458888, 0924099999 hoặc 0828133333. Đây là những số hotline mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị bất kể ngày hay đêm, bất kể lễ Tết thứ bảy hay chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home. Ở trên này chúng tôi sẽ đăng tải đầy đủ các video về những mẫu công trình chúng tôi thiết kế cũng như là các công trình đã hoàn thiện xong rồi để quý vị có thể tham khảo. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com. Trên này thì chúng tôi cũng sẽ đăng tải tất cả những cái chương trình ưu đãi trong thời gian gần đây mà chúng tôi đang chạy. Ví dụ như ở đây thì sẽ giảm 40% chi phí thiết kế từ 210.000 đồng xuống chỉ còn 120.000 đồng trên 1m². Ở trên kênh này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp do chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần nhất. Còn phía dưới là công trình mà đã thi công hoàn thiện xong rồi, đều được các chủ nhà rất là ưng ý. Và quý vị có thể vào đây để tham khảo thêm. Tất cả các hệ thống chi nhánh của Mark Home chúng tôi tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, phố Nối Dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chi nhánh Đồng Tháp sẽ là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web khác có tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên này thì chúng tôi cũng đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì thứ nhất, chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về các nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Thứ hai là giá thành cạnh tranh. Và thứ ba là thời gian bảo hành, bảo trì dài hạn. Ví dụ bình thường khi mà quý vị đi ra bất kỳ một cửa hàng nào chẳng hạn thì quý vị đã phải thông qua rất nhiều khâu, nhiều cấp, thông qua cấp đại lý này, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng tổng kho, thì mỗi một cấp như vậy thì quý vị sẽ bị chiết khấu mất tầm khoảng tầm là 10-15%. Tự nhiên thì cái đơn giá mà chúng ta mua vào nó rất là cao. Nhưng mà khi mà quý vị làm việc trực tiếp với Mark Home của chúng tôi thì quý vị sẽ nhận được ngay chiết khấu từ nhà máy của Mark Home mà không thông qua bất kỳ một khâu trung gian nào. Như vậy thì đơn giá vật tư vật liệu chúng ta sẽ nhập được thì giảm rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao mà khi xây dựng một cái ngôi nhà của Mark Home thì đơn giá lại thấp đến như vậy và chất lượng thì lại cực kỳ đảm bảo. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì cũng có là đơn vị duy nhất hiện tại có các bậc thầy về phong thủy tư vấn tận tâm, giải đáp tất cả những thắc mắc trong thiết kế và thi công xây dựng công trình cho quý khách hàng. Ở trên kênh này của chúng tôi thì cũng có đăng tải rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp. Ví dụ như thiết kế nhà vườn này, nhà cấp 4, thiết kế nhà hiện đại, các mẫu nhà ống đẹp hay là thiết kế biệt thự. Ngoài ra thì cũng có thêm rất là nhiều những công trình mà chúng tôi đã thiết kế hoàn thiện xong rồi. Trên này thì chúng tôi cũng đăng tải này rất là nhiều những cái công trình hoàn thiện, và đặc biệt là các giá thành luôn luôn được công khai và minh bạch để quý vị có thể là nắm được cái kinh phí mà mình cần đầu tư. Ngoài ra thì chúng tôi còn có xưởng sản xuất với giá tận gốc để thi công nội thất, quý vị có thể tham khảo thêm. Còn đây là những cái đánh giá về khách hàng về Mark Home trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có thêm một cái trang fanpage trên Facebook có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên kênh này của chúng tôi đăng tải rất là nhiều những cái mẫu công trình đẹp. Đây là những cái mẫu nhà thực tế mà chúng tôi đang hoàn thiện, được cập nhật rất là đầy đủ và chi tiết. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home của chúng tôi. Quay trở lại với công trình của gia đình nhà anh Bùi Quang Thái ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá về phần 3D ngoại thất của công trình. Nhìn tổng thể thì ngôi nhà của chúng ta sẽ được thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với hệ thống mái Nhật 2 tầng. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái xu hướng và phong cách khác nhau như là phong cách hiện đại, phong cách tân cổ hay là phong cách cổ điển.
Bên cạnh đó thì quý vị có thể nhìn thấy ngôi nhà của chúng ta được thiết kế theo phong cách hiện đại, thì đây có thể được xem là một trong những xu hướng phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt là với giới trẻ. Phong cách này thì được lựa chọn bởi sự cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng. Nó áp dụng cho tất cả các mọi công trình từ chung cư, nhà phố, biệt thự. Dù là kiến trúc hay nội thất thì điểm nổi bật của phong cách này là tương đối đơn giản. Và quý vị có thể để ý kỹ cái phong cách này sẽ có những cái dấu hiệu nhận biết, đó là sử dụng những đường hình kỳ hà, ví dụ như là hình vuông này, hình chữ nhật này. Và đặc biệt thì trên các diện tường thì sẽ không có đắp vẽ bất kỳ một cái phù điêu phào chỉ gì. Ngoài phong cách hiện đại này thì chúng ta sẽ còn có phong cách tân cổ điển. Phong cách tân cổ điển là phong cách mà được hòa trộn giữa phong cách cổ điển và phong cách hiện đại. Phong cách này thì trên diện tường này thì sẽ có thêm những gờ phào chỉ, những phù tiêu họa tiết được cách tân trông rất là gọn gàng, thì nó sẽ nhìn nó sẽ rườm rà hơn với phong cách hiện đại một chút. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có thêm một phong cách nữa, đó chính là phong cách cổ điển. Thì phong cách này thì sẽ áp dụng thường là cho các căn nhà ở trong các biệt thự này, biệt phủ này hoặc lâu đài. Điểm nổi bật của cái phong cách này là tính trang trọng và bề thế. Nó thể hiện được cái sự xa hoa trắng lệ của cung điện thời xưa. Và phong cách này thì đòi hỏi các chi tiết thì khá tinh xảo, với rất nhiều hoa văn họa tiết được chạm trổ bắt mắt. Như thế thì tất nhiên rồi ạ, khi mà chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy là cái phong cách hiện đại cái thời gian nó thi công cũng khá là nhanh này, không đòi hỏi thợ tay nghề cao này. Và bên cạnh đấy thì cái giá thành của nó thì vô cùng rẻ nữa so với các hai phong cách còn lại, phong cách tân cổ hay phong cách cổ điển. Cái màu sắc pha trộn công trình này thì được rất là hài hòa với lại hai màu chủ đạo, đó chính là cái màu sơn trắng này, màu sơn trắng sứ kết hợp cùng với lại chất liệu là màu vàng kem. Ngoài ra thì để cho công trình của chúng ta thêm phần khỏe khoắn hơn và ấn tượng hơn thì phần trên hệ thống cửa này, hệ thống chân cột này, đấy, trên dưới cửa sổ này thì đều sẽ có thêm những cái phần được ốp bằng chất liệu là gạch thể xám. Chúng ta hãy cùng đi sâu chi tiết vào công trình này. Toàn bộ phần sân phía trước thì sẽ được ốp bằng chất liệu đó chính là gạch chống trơn. Ở công trình này của chúng ta thì sẽ được sử dụng hệ bậc tam cấp. Theo thuật tính thời xưa thì bậc tam cấp giúp cho việc đi lại giữa bên trong và bên ngoài trở nên thuận tiện hơn. Và để phân chia hai không gian ấy, ông cha ta đã sử dụng và phân thành ba bậc với nghĩa là thiên địa nhân, đó là bậc tam cấp. Tuy nhiên thì với tên gọi bậc tam cấp mà không phải công trình nào xây dựng thì cũng chỉ thiết kế có 3 bậc thôi. Những công trình cần sử dụng nhiều bậc hơn thì thay vì bậc thiết kế bậc tam cấp như bình thường thì sẽ sử dụng số bậc là bội số của 3, ví dụ như là 5, 7, 9 tùy vào cái ngôi nhà của mình. Và khi mà quý vị nhìn vào công trình này thì công trình này sẽ sử dụng hệ thống là 3 bậc này. 3 bậc này thì sẽ giúp cho cái công trình được cả cao ráo hơn và bề thế hơn. Đặc biệt thì sau này cái phần đường phía ngoài nó có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Toàn bộ hệ thống chân đế nhà thì sẽ được ốp bằng chất liệu đó chính là đá trẻ, giúp bảo vệ cho chân công trình của chúng ta khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Và hiện tại thì giá đang thi công giao động khoảng tầm là từ 1,1 triệu đến 1,2 triệu trên một mét vuông. Công trình của chúng ta này sẽ có được sử dụng này, toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa sổ, cửa phụ đều được làm bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Có một cái số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái cửa khung nhôm và kính cường lực. Đầu tiên là cái phần khung nhôm ở phía bên ngoài. Khung nhôm này thì có rất là nhiều những cái chất liệu độ dày khác nhau. Ví dụ như là sinh pha, Việt Pháp, PMA, khung hệ 45, hệ 55. Và cái thứ hai đó chính là cái phần kính. Kính thì có nhiều loại kính như là kính cường lực, kính dán lớp an toàn và kính phản quang. Và cái thứ ba là cái phần phụ kiện, đó chính là bao gồm này, hệ thống tay nắm cửa này, bản lề hay là keo liên kết. Riêng cái phần phụ kiện này thì quý vị cần phải lưu ý lựa chọn kỹ. Và lựa chọn tôi là loại càng cao cấp càng tốt, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bền của cửa sau này. Chúng ta có thể nhận thấy rõ thì ở dưới khu vực tầng 1 của cửa chính này thì sẽ được làm bằng cái chất liệu là cửa kính cường lực. Nhưng mà kính ở đây thì sẽ là kính hai lớp, bởi vì là chúng ta sẽ có những hệ thống nan hoa là hoạt động phía bên trong nhà để vừa có tác dụng là trang trí, bên cạnh đó thì nó sẽ tạo một cái khoảng để ngăn cách giữa hai lớp kính, nó sẽ có tác dụng là cách âm này, cách nhiệt này, vô cùng tốt. Còn toàn bộ hệ thống này, cửa sổ này và cửa đi thì sẽ được sử dụng bằng kính cường lực bình thường thôi. Phần lan can ban công của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu và đó chính là cái sắt được sơn tĩnh điện. Thì cái đơn giá hiện tại bây giờ nó đang dao động khoảng tầm là từ 2,5 triệu đến 2,7 triệu trên một mét dài. Và khi mà quý vị nhìn thấy thì chúng ta sử dụng cái lan can đây thì là một điều mà rất là phù hợp rồi. Nó sẽ tạo nên cái vẻ khỏe khoắn cho toàn bộ căn nhà. Hệ thống cột trụ của công trình này được thiết kế vô cùng vuông vức này. Ở phía bên trên được sơn màu trắng sứ, bên trong thì sẽ có những đường gạch chỉ âm tường màu vàng, dưới thì được ốp bằng chất liệu là gạch thể. Nó sẽ nâng đỡ cho hệ mái của chúng ta trở nên rất là khỏe khoắn này. Hệ thống tầng 1, tầng 2 được sử dụng hệ thống cột trụ vuông. Thêm một cái chi tiết nữa đó chính là toàn bộ ở trên các hệ thống cột này, ở trên hệ tường này,
và ở dưới phần mái này thì chúng ta sẽ có thêm những hệ thống là đèn downlight cũng như đèn dọi chiếu sáng để cho ngôi nhà của chúng ta trở nên nổi bật và lung linh hơn vào ban đêm. Công trình này thì cũng sẽ có hai sảnh, đây là sảnh chính, còn phía bên này thì chính là khu vực sảnh phụ. Nhìn từ phía bên này chúng ta có thể thấy rõ nét hơn này, từ phía bên tay phải nhìn sang đây cửa chính này, đây là sảnh chính này, đây sẽ là khu vực sảnh phụ, và nhìn với phía mặt bên này thì cảm thấy cũng vô cùng đẹp đúng không ạ? Nhìn vào đây thì chúng ta cũng sẽ thấy là ở dưới cái khu vực tầng 1 chúng ta cũng sẽ có thêm một khu vực bồn hoa. Bồn hoa này thì quý vị nên lưu ý là phải xử lý chống thấm thật tốt, bởi vì là qua cái thời gian sử dụng ấy thì do phải tiếp xúc với rất là nhiều những điều kiện ở bên ngoài như là mưa, lạnh, nắng nóng thất thường, đồng thời thì các vật liệu như là đất, cát, nước tồn đọng khá lâu ngày thì bồn hoa thường sẽ bị rơi vào cái trạng thái là mục hay nứt nẻ thẩm thấu vào tường. Không chỉ vậy thì rò rỉ bồn hoa còn kéo theo cái lớp mà cốt thép bên trong chân tường ấy, bị hoen rỉ, nên là chúng ta cần phải lưu ý kỹ quy trình chống thấm. Thì chống thấm có rất là nhiều những cái cách khác nhau. Đầu tiên có thể là chắt dày cả phía bên trong và phía bên ngoài, sau đó thì sẽ đặt những hộp nhựa ở bên trong để chống cây. Cái thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng những cái loại như là keo đất sét chống thấm này, nhựa đường, sica hay là màng dán bi tum. Đây là phối cảnh của ngôi nhà khi về đêm. Về đêm thì những cái hệ thống đèn này bật sáng hết tất cả này. Nhìn từ xa thôi thì ngôi nhà của chúng ta sẽ trở nên vô cùng nổi bật và lung linh. Đây là cái phối cảnh hệ thống cổng và tường bao của căn nhà. Thì như quý vị có thể thấy thì cái hệ thống cổng này thì nó sẽ đồng nhất với ngôi nhà chính ở phía bên trong. Một cái ngôi nhà đẹp là một ngôi nhà mà có sự tổng hòa cả chi tiết chính và chi tiết phụ. Như ở đây thì hệ thống cổng và tường bao ở đây là chi tiết phụ này, được thiết kế tương đồng với lại cái khu vực nhà chính phía bên trong. Vẫn là hai hệ thống cột trụ chính rất là lớn. Bên ngoài có những hệ thống đèn dọi để chiếu sáng. Bên trên thì có sẽ thêm một cái hệ thống mái nhật màu xanh. Còn toàn bộ phần tường bao thì sẽ là những cái hệ thống là bê tông này được sơn trắng kết hợp cùng với lại những cái song sắt được sơn tĩnh điện màu đen như thế này. Đấy. Dưới chân thì cũng sẽ được ốp bằng chất liệu đá trẻ, nó sẽ đồng nhất cả chi ở cả bên trong bên ngoài. Đây là phối cảnh nhìn từ phía bên trên xuống thì chúng ta có thấy là từ khu vực cổng chính này bước vào phía bên trong một khoảng sân vô cùng rộng, lát cả trống trơn, có thể là để một cái nơi chúng ta có thể để xe này, cũng như là một cái nơi vui chơi sinh hoạt cho cả gia đình. Còn đây thì chính là cái hệ mái thông mái Nhật. Nhà mái Nhật thì là một cái thiết kế được xuất phát từ đất nước mặt trời mọc và du nhập vào nước ta trong thời gian gần đây. Loại kiến trúc này thì còn có tên gọi khác là mái lùn, bởi vì chúng có một cái độ dốc rất là nhẹ này, mở rộng ra theo các hướng khác nhau và được thiết kế lớp chồng lớp. Đây có thể được xem như là một cái kiến trúc đặc trưng trong kiến trúc Nhật Bản. Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên nơi đây thì cũng như là ít mưa này, nên là mái chỉ cần một cái độ dốc vừa phải thôi để có thể là dễ dàng thoát nước, tiết kiệm chi phí. Và mỗi kiến trúc này thì khi mà đưa vào nước ta ấy, thì sẽ được điều chỉnh về độ dốc để vẫn giữ được những đường nét chính nhưng mà vẫn đảm bảo được thoát nước mưa ở vùng nhiệt đới. Nhà mái Nhật thì thường sẽ có cái độ dốc vừa phải khoảng tầm 40 độ để giúp nước thoát dễ dàng, không bị ngấm đọng nước. Ngoài ra thì cái phần chân mái thì sẽ mở rộng ra các phía này, phần đỉnh mái đây thì sẽ có cái xu hướng là bằng hơn so với các loại mái tương tự. Ưu điểm của loại mái Nhật này là nó sẽ phù hợp với nhiều kiểu kết cấu nhà khác nhau, đặc biệt là cái mẫu nhà mà có kết cấu kiến trúc nhỏ, ngang, diện tích hẹp. Sử dụng mái Nhật thì giúp ngôi nhà thêm cao nhưng mà phù hợp cân đối, đồng thời thì cũng ăn gian độ dài công trình, nhất là các trục công trình nhà ống thành phố. Và có thể sử dụng nhiều vật liệu làm khác nhau như là đơn giản đến cầu kỳ cao cấp. Các loại mái thường sử dụng như là mái ngói này, mái tôn giả ngói hay là mái bằng bê tông. Đặc biệt thì cái hệ mái Nhật này thì nó cũng được áp dụng mà với rất là nhiều những phong cách thiết kế nhà khác nhau, với phong cách hiện đại này, phong cách tân cổ hay phong cách cổ điển. Cái biện pháp thi công cái hệ thống mái Nhật này thì quý vị cũng cần phải lưu ý như sau. Chúng ta sẽ thường thường là có 3 cái biện pháp để thi công. Đầu tiên ấy, là chúng ta sẽ không đổ bê tông phần sàn áp mái mà chỉ có cái phần đốc xây thu hồi thôi, sau đó thì sẽ đóng trần thạch cao. Biện pháp này thì tôi khuyên quý vị là không nên làm, mặc dù nó rất là rẻ và tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều, không mất chi phí bê tông này, chi phí cốt thép, không mất chi phí nhân công dàn giáo, cốt pha, nhưng mà kết cấu về lâu về dài của ngôi nhà thì nó sẽ không được đảm bảo. Nhưng mà nếu mà quý vị nào có cái tầm tài chính nó eo hẹp một chút thì có thể là sử dụng phương pháp này. Ngoài ra thì phương pháp thứ hai chúng ta sẽ đổ bê tông mái bằng, sau đó thì sẽ lợp vỉ kèo ở phía bên trên. Biện pháp này thì đa số mọi người sử dụng bởi vì nó tiết kiệm và cũng rất là bền. Cái thứ ba là đổ bê tông hai lớp, một lớp mái bằng và một lớp mái vát. Làm như thế này thì nó sẽ tốn kém hơn, nhưng mà bên cạnh đấy thì nó sẽ đảm bảo về mặt kết cấu về lâu về dài. Và đó là toàn bộ cái phần 3D ngoại thất của công trình. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần bóc mái của công trình.
phần bóc mái hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái. Đây là cái chúng ta khi mà nhìn vào đây ấy, chúng ta có thể thấy này, toàn bộ không gian bên trong ngôi nhà theo cái phương theo cái góc nhìn từ phía bên trên xuống. Nhìn từ đây nhá, từ hệ thống cửa chính này, bước vào phía bên trong thì sẽ là một khu phòng khách có bộ sofa rất là lớn. Có thêm một cái hệ thống lam gỗ để ngăn cách giữa không gian phòng khách và phòng bếp phía bên trong. Đây là hệ thống tủ bếp của chúng ta. Tủ bếp được thiết kế theo hình đường thẳng. Ở giữa thì sẽ có một cái bộ bàn ăn này. Và từ đây, phía dưới cuối của căn nhà thì chúng ta sẽ có một khu vực vệ sinh chung này. Đấy, một nhà vệ sinh và một nhà tắm. Tầng 1 ta sẽ có một hệ thống phòng ngủ. Thường thường là các phòng ngủ từ tầng 1 thì sẽ dành cho ông bà. Bởi vì ông bà thì cũng đã có tuổi rồi nên là hạn chế việc leo trèo. Đây là một cái góc nhìn khác phía dưới tầng 1. Còn đây là cái khu vực để bước lên tầng 2. Lên khu vực tầng 2 chúng ta sẽ có này. Đầu tiên thì đó chính là khu vực phòng thờ. Phòng thờ được đặt ở nơi cao nhất ở ngôi nhà, hướng thẳng phía mặt tiền này, giúp đón tài lộc và vượng khí. Ở trên tầng 2 chúng ta sẽ có thêm hai hệ thống phòng ngủ. Đây phòng ngủ 1 này. Phòng ngủ này thì sẽ có thêm một cái hệ thống, đó chính là một cái cửa ra cái khu vực là ban công ở phía trước nhà. Ở phòng này thì chúng ta cũng sẽ có thêm một cái đây là phòng ngủ thứ hai trên tầng 2. Cũng có đầy đủ hết tất cả này, hệ thống giường ngủ, tủ quần áo này, tắp đầu giường và trang điểm. Phía cuối căn nhà thì vẫn được sử dụng bằng một cái hệ thống, đó chính là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2. Có tích hợp đầy đủ này, đầy lavabo phía bên ngoài, bên trong sẽ là bồn vệ sinh và vòi tắm sen. Còn đây thì sẽ là cái khu vực sân phơi. Đây là một cái góc nhìn khác của ngôi nhà trên tầng 2. Tiếp theo là ảnh thực tế của công trình. Thì cái hôm mà chúng tôi về đây ấy, để giám sát công trình này, thì công trình này đang trong quá trình mà đổ cái sàn mái 1. Đây quý vị có thể nhìn thấy đấy ạ. Xong tầng 1 rồi, bây giờ chuẩn bị đổ sàn mái 1. Đây là những cái phần cốt thép này, được đan này, rất là tỉ mỉ và chi tiết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết về cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Cái đầu tiên mà chúng ta cần chú ý đó chính là cái phần mục lục về bản vẽ kiến trúc. Trong phần mục lục này thì sẽ thể hiện đầy đủ hết tất cả những cái phần chính của cái bản vẽ này, bao gồm mặt bằng này, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết lớn nhỏ khác nhau như chi tiết thang này, tay vịn này, bậc thang, chi tiết cột, chi tiết vệ sinh, chi tiết cửa đi, chi tiết cửa sổ, mặt bằng lát sàn và bằng chân đèn. Tổng cộng ở đây thì chúng ta sẽ có 39 mục tất cả. Trong 39 mục chính này thì sẽ có rất là nhiều những mục lớn nhỏ khác nhau ở phía bên trong. Đây là mặt bằng tổng thể của công trình, đất theo sổ đỏ. Phía bên ngoài thì sẽ là mặt đường giao thông. Công trình chúng ta nằm trên một cái diện tích đất nó cũng khá là vuông vắn. Ở đây là phía hệ thống cổng chính này, từ đây bước vào một khoảng sân. Ngôi nhà chính của chúng ta sau này sẽ xây dựng ở đây. Đây là mặt bằng hiện trạng của công trình, có vị trí xây dựng, hai bên là đất nhà hàng xóm. Đây là mặt bằng tổng thể của công trình, diện tích đất đo thực tế. Chúng ta sẽ thấy là công trình này có hai sảnh này, đây sảnh chính nên là một khu vực sảnh phụ, có thể kết hợp cùng với khu vực sân ướt. Đây là mặt bằng bát trạch của công trình. Nhìn vào cái khu vực mặt bằng bát trạch này, ta thấy là gia chủ của chúng tôi sinh năm 1981, thuộc cung Khảm Thủy Đông Tứ Mệnh. Các hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ là hướng đông nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn, hướng đông thiên y thiên thời che chở, hướng nam phúc đức mọi sự ổn định, hướng bắc phục vị được sự giúp đỡ. Như thế thì quý vị có thể thấy căn nhà này nhá, có toàn bộ này, hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ đều được quay về hướng nam. Đây là cái hướng phúc đức giúp mọi sự ổn định, gia đình êm ấm hòa thuận. Còn lại thì chúng ta cũng có thể biết được thêm là những cái hướng xấu thì sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đây thì chính là cái phần mặt bằng công năng của công trình. Chúng ta có thể thấy công trình của chúng ta sẽ có chiều ngang mặt trước là 9,6m. Đấy, còn cái khu vực chiều sâu thì sẽ đây, chiều sâu bên này thì sẽ là 10,4m. Như thế chúng ta sẽ có diện tích cho mặt sàn là gần 100m2 và tổng diện tích hai sàn là gần 200m2. Từ hệ thống cửa chính bước vào, chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách với diện tích là 22m2. Ở đây có đặt một bộ bàn ghế sofa rất là lớn để gia chủ có thể thoải mái tiếp khách. Phía đối diện thì sẽ là một hệ thống kệ tivi. Có một vách lam để ngăn cách không gian phòng khách phía ngoài với bếp phía trong, tránh trực tiếp từ phòng khách nhìn thẳng phía bên trong bếp.
Không gian tiếp theo là phòng bếp kết hợp phòng ăn, rộng 18m2. Ở giữa thì sẽ một bộ bàn ghế ăn này dành cho 6 người. Hệ tủ bếp thiết kế theo hình chữ L với thứ tự này, bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh. Tránh đặt bếp nằm giữa cái bồn rửa và tủ lạnh thì đây sẽ là một cái sự sắp đặt trong phong thủy sẽ không được tốt. Lửa và nước thì sẽ bị phong tỏa hoàn cái khí trong nhà thì nó sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Đấy. Cho nên chúng ta cần phải đặt này, làm sao này, bếp riêng này, khu vực là bồn rửa riêng và tủ lạnh riêng. Phía cuối căn nhà thì chúng ta sẽ có một khu vực nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chung này thì sẽ tách biệt giữa hai không gian, phòng vệ sinh riêng rộng 1,8m2 và khu vực phòng tắm riêng là rộng 4,2m2. Trong đây thì cũng sẽ có thêm một cái bồn lavabo để rửa tay. Tầng 1 sẽ có một khu vực phòng ngủ rộng 15,5m2, trong phòng đầy đủ tất cả các thiết bị như là giường ngủ này, tủ quần áo, tắp đầu giường, bàn trang điểm. Có một hệ thống cửa sổ lớn hướng ra phía ngoài, cung cấp ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí. Đây thì chính là một cái cửa trượt này, bước ra ngoài khu vực sân ướt, đây cũng là khu vực sạch ở phía trước nhà. Bước lên không gian tầng 2 thì hồ đầu tiên chúng ta sẽ đến đây là chính là phòng thờ rộng 15,5m2. Từ bàn thờ thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống cửa rất là lớn ra ban công ở phía trước nhà. Trên tầng 2 sẽ có hai phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 thì rộng 16,5m2, đầy đủ này, hệ thống giường ngủ, tủ quần áo, tắp đầu giường, mặt trang điểm. Từ đây thì sẽ ưu ái thêm một khu ban công ở phía ngoài rộng 13m2. Phòng ngủ số 3 trên tầng 2 thì sẽ rộng là 12,5m2. Trong phòng thì cũng đặt để tất cả đồ nội thất cơ bản. Phía cuối của căn nhà thì chúng ta sẽ có này một khu vực nhà vệ sinh, bao gồm là đẩy lavabo phía ngoài. Bên ngoài có thêm một cái khu vực là để máy giặt. Phía bên trong thì sẽ tích hợp là bồn vệ sinh cũng như là nhà tắm. Có một vách ngăn kính ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng bồn tắm sen. Phía cuối thì sẽ là một cái khu vực sân phơi rộng 6m2, thuận tiện việc giặt phơi. Đó là toàn bộ mặt bằng công năng của công trình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần mặt đứng của công trình. Ở công trình này của chúng ta thì sẽ có chiều cao tính từ cốt sân lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 10,5m. Trong khi đó thì chiều cao của bậc tam cấp đi lên là 450mm. Chiều cao thông thủy tầng 1 của căn nhà là 3,9m. Chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,6m. Và chiều cao mái thì sẽ là 2,5m. Đây là mặt đứng bên của công trình. Tiếp theo là khu vực mặt cắt. Nhìn vào mặt cắt thì chúng ta sẽ thấy được là hình dung toàn bộ cái phần không gian bên trong của ngôi nhà mà nó cắt qua. Ví dụ như là chiều cao này của cửa này, đấy, cửa chính này, cửa sổ này, tường, dầm, sàn. Và nhìn vào cái khu vực mặt cắt này chúng ta có thể đọc được những biện pháp thi công của công trình. Đầu tiên là vị trí chúng ta cần phải hạ cốt sàn. Ví dụ như là cái khu vực nhà bếp này, sân ướt, sảnh hiên. Phải hạ cốt sàn thì có thể thoát nước được dễ dàng. Cái thứ hai đấy chính là cái vị trí nào mà chúng ta cần phải đổ bê tông. Ví dụ như sàn dưới tầng 1 này, đổ một cái lớp bê tông chống sụt lún này. Lớp bê tông dài khoảng tầm là từ 10 đến 12 cm và cùng bố trí thép 8 đến thép 10. Ngoài ra thì trên khu vực này, sàn mái này thì cũng sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông trần và đổ thêm một cái lớp bê tông đối trọng với phần đuôi mái, hay còn gọi là bê tông vắt chéo. Đây là những cái mặt cắt khác công trình. Đây là chi tiết cầu thang của công trình này. Đây là gồm bao nhiêu bậc này thể hiện rất là rõ nét ở đây. Cái khu vực là cái cầu thang có cái lan can bằng kính cường lực này, thể hiện rất là rõ đây chi tiết lan can. Kính cường lực thì sẽ dày 12 ly. Đấy, mặt bậc ốp đá màu theo phối cảnh, lớp vữa chất dày là 15mm, gạch tạo bậc bê tông cốt thép. Đây là chi tiết cột ở công trình. Khu vực vệ sinh. Đối với nhà vệ sinh thì khi mà trong quá trình xây dựng ấy, thì tôi khuyên quý vị là chúng ta sẽ nên lựa chọn tất cả thiết bị vệ sinh trước để sau này trong cái việc mà xây dựng này cũng như lắp đặt ấy, thì nó sẽ được dễ dàng hơn. Nhà vệ sinh của chúng ta thì khi mà chúng ta sử dụng nóng lạnh thì cái hơi nước ở phía dưới ấy, nó sẽ bị bay lên trên, gây hiện tượng là ẩm và mốc. Chính vì thế mà chúng ta lựa chọn cái phần bên trên trần này để làm sao chúng ta phải lựa chọn cái loại mà có thể tốt nhất để tránh hiện tượng ẩm mốc. Ví dụ chúng ta có thể là lựa chọn cái loại trần thạch cao chống thấm hay là trần nhựa. Ngoài ra còn có một phương pháp khác như ở trong căn nhà này, đó chính là đổ một cái phần bê tông ở bên trên phần trần. Sau đó chúng ta có thể tận dụng này được cái phần khoảng chỗ bê tông như này, nó hở ra để chúng ta có thể để đồ đấy, tận dụng thành một cái nhà kho nhỏ.
Đây là cái mặt bằng bố trí cái tất cả phần cửa này, thể rất rõ nét này. Đi một cửa 2m7 x 2m7. Còn cửa sổ thì sẽ là 2m x 1m8. Nhìn vào đây là biết rồi ngay. Đây là cái chi tiết cửa chính của công trình. Cửa chính thì sẽ là cửa đi 4 cánh mở quay, chất liệu là nhôm hệ, kính dày 8.38, kích thước 2m7 x 2m7, số lượng là một bộ. Nhưng ở đây chúng tôi có sử dụng là kính hai lớp. Ở bên ở giữa thì sẽ có những hệ thống nan hòa đồng như thế này, phía ngoài phía trong này thì rất là rõ nét. Mà khi mà thiết kế cửa chính thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến lại cái kích thước lỗ ban. Kích thước lỗ ban thì sẽ là bao gồm là kích thước phủ bì ở phía bên ngoài, trừ đi cái khuôn bao phẳng nẹp thì sẽ ra cái kích thước lọt sáng lọt khe. Như công trình này sẽ là 1600. Chúng ta có thể là vào cái trang, truy cập vào trang web này, công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home Group.vn. Trên đầu này có cái kích thước lỗ ban. Đấy, tới xuống dưới chúng ta sẽ gõ này 1600. Như thế khi mình nhìn vào đây thì chúng ta sẽ rơi vào cái cung, nói chung là cung tắc quan. Đấy, nằm trong khoảng quý nhân tốt, cặp khoảng này thì gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Đấy, mà ví dụ nhé, khi mà chúng ta này đẩy lên một chút này, không tính toán cẩn thận này, đẩy lui vào đây một chút, 1636 chẳng hạn, thì nó sẽ rơi vào cung án thành. Cái cung này thì nó sẽ nằm trong khoảng hiểm họa xấu này, cặp khoảng hiểm họa thì gia chủ sẽ bị tán tài lộc, trôi giặt tha phương, cuộc sống túng thiếu, gia đạo có người đau ốm, con cái dâm ô, hư thân mất nết. Như thế ạ, khi mà chúng ta thiết kế cửa chính này cần phải lưu ý đến kích thước lỗ ban nhé. Thì các kiến trúc sư của chúng tôi cũng thiết kế làm sao để công trình này nó vừa hợp phong thủy gia chủ để có thể mang lại những cái may mắn và tài lộc tốt nhất. Đây là chi tiết cửa đi, cửa sổ. Tiếp theo là sẽ là cái phần mặt bằng lát sàn của công trình này. Nhìn mặt bằng lát sàn thì chúng ta có thể biết được những cái vị trí nào nên sử dụng loại gạch nào, và ngoài ra thì những cái vị trí nào cần phải cắt gạch để tránh như là thợ cắt quá là nhiều gạch dẫn đến phát sinh chi phí cho chủ đầu tư. Như đây chúng ta có thể thấy ký hiệu được thể hiện rất là rõ ràng này trên cái bản vẽ, là gạch granite màu theo chỉ định thì nó sẽ nằm ở vị trí số 1 này, bao gồm toàn bộ khu vực sạch này, cũng như là khu vực là nhà vệ, cũng khu vực là phòng ngủ. Số 2 thì sẽ là gạch ceramic chống trơn màu chỉ định. Số 2 sẽ nằm trong khu vực nhà vệ sinh như thế này. Còn số 3 thì sẽ là gạch ceramic chống trơn, thì nó sẽ nằm ở khu vực ngoài sân ướt ngoài này. Tiếp theo thì sẽ là cái phần mặt bằng bố trí trần đèn. Từ đây biết được vị trí nào này, chúng ta cần nên lắp đèn downlight này, bao nhiêu cái đèn này, vị trí nào là có nắp quạt trần này. Đó toàn bộ hồ sơ kỹ thuật. Tiếp theo thì sẽ là hồ sơ kết cấu công trình. Hồ sơ kết cấu này của nhà anh Thái thì chúng tôi sẽ sử dụng là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200 x 200 mm. Giải pháp kết cấu phần thân thì sẽ sử dụng là hệ khung dầm bê tông cốt thép. Kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối tựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp cùng với đỡ tường ngăn. Trong cái bảng hồ sơ kết cấu này của chúng tôi có thể hiện rất là rõ nét và chi tiết những cái khu vực, những cái phần mà cần phải là có thép này. Ví dụ nhé, như là chi tiết liên kết thép sàn và vách bê tông này, chi tiết gia cường dầm tại vị trí cho cột chống lên dầm chính này, chi tiết cấu tạo nốt khung này. Động vào đâu cũng có chi tiết, động vào đâu cũng có bóc tách. Rất là nhiều người khi mà nhìn vào bộ hồ sơ thiết kế của Mark Home, người ta còn phải ồ lên rằng tại sao mà Mark Home thiết kế nhiều sắt thép đến vậy. Thì chúng tôi bao giờ cũng có thiết kế cho gia chủ làm sao để dư cái tải trọng, để ngôi nhà của chúng ta thêm cái phần chắc chắn nhất. Nhưng mà nhiều cái đơn vị khác nhá, người ta lại sẽ sơn được sắt thép, giảm bớt phần bê tông đi để dự toán nó thấp xuống. Nhưng mà với Mark Home của chúng tôi ấy, thì không nhá. Vì kết cấu là một cái phần khung xương chịu lực của một ngôi nhà, chúng ta mà giảm bớt đi ấy, bất kỳ một cái phần nào thì gần như là công trình sẽ bị kém chất lượng. Thế nên là khi mà quý vị làm việc thì phải lựa chọn đơn vị uy tín. Nhìn rất là chi tiết đúng không ạ? Đây thì chính là cái phần mặt cắt của cột này. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy này, cái móng này thì sẽ có một cái phần bê tông lót ở phía dưới này. Cách bố trí sắt thép bao nhiêu là bao nhiêu ở phía trên này. Đấy. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta có cái bổ hồ sơ bản vẽ này rồi thì thợ thì không bao giờ ăn bớt được. Bởi vì là chúng tôi này sẽ có ở dưới này, có một cái phần đó chính là bảng thống kê cốt thép cho từng phần, nhằm định lượng được cái số lượng cốt thép mà chúng ta cần sử dụng cho toàn bộ công trình.
thợ thì không bao giờ ăn bớt được rồi, và không bao giờ bị gây tốn kém dẫn đến là thừa sắt thép hay là thiếu hụt sắt thép. Đấy. Tiếp theo là về phần điện nước. Điện nước là một cái phần rất là quan trọng quyết định đến cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình có thuận tiện hay không. Thì trong cái bản hồ sơ này của chúng tôi này có thể hiện rất là rõ nét là mặt bằng chiếu sáng thông gió này, mặt bằng bố trí ổ cắm internet này, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng chống sét mái, mặt bằng chống sét tiếp điện tầng 1. Đây, rồi bảng thống kê cây vật tư thiết bị điện này. Dưới này sẽ là mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước và bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Đây, chúng tôi được thể hiện rất là rõ nét trong cái bộ hồ sơ điện nước này, quý vị có thể là tham khảo qua. Và cuối cùng thì sẽ là phần dự toán. Dự toán là một cái phần không thể thiếu trong bất kỳ một bộ hồ sơ nào thiết kế nhà. Bởi vì khi mà có cái phần dự toán này thì quý vị có thể là nắm được cái kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được cái chủng loại vật liệu, thời gian thi công đúng tiến độ hay không. Như ở trong cái bảng dự toán này, chúng tôi này đã thống kê hết tất cả đầy đủ này, bóc tách chi tiết này, thép khối lượng bao nhiêu, gạch đá cắt sắt khối lượng bao nhiêu đều có hết. Và sau này thì chủ nhà cứ chỉ cần tuân thủ theo đúng như thế này thôi. Đấy, nó có thể kiểm tra thi công một cách rất là bình thường rồi. Và đó là toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Bùi Quang Thái có địa chỉ tại Nhạo Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu nhà trên ạ? Hãy lại bình luận ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế về thi công trọn gói thì hãy liên hệ ngay tới các số hotline của Móc Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.